Yeah. Và đây là Sài Gòn. Không Rito. Cuộc đời thật lắm trong gai, ta cứ giàu hoài thì cũng không hết. Cuộc đời không tin được ai, cứ sống một mình thì có mà chết. Trong gai dẹp chỗ này, nó sẽ lên chỗ khác. Nếu cố tránh né thì khác gì kẻ lười nhác. Vậy đâu, đâu sẽ là giải pháp? Đâu là giải pháp đúng và đâu là lựa chọn sai? Hãy đứng lên và đi tìm một đôi giày thật chắc chắn, rồi bước đi và lướt đi thì chỉ có mà chắc thắng. Đi trên mọi nẻo đường, thách thức mọi chông gai. Bạn đứng thật kiên cường để họ biết rằng tao là ai. Luôn sẵn sàng và đối diện, chấp nhận hết mọi nguy hiểm. Chỉ có như thế mới tìm ra ý nghĩa cuộc đời mà tao đang tìm kiếm. Yeah.